Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng với hai đối tượng gồm Nguyễn Quốc Tài, 32 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu và Lê Hồng Viết Nghĩa, 32 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, cùng với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan điều tra, vào sáng ngày 14 tháng 7, Công an phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê đã tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường Đỗ Quang có dấu hiệu tập trung đông người, phát hiện 7 nam nữ thanh niên đang tập trung sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ bóng cười và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Làm việc với cơ quan công an, Tài và Nghĩa khai nhận khi cả nhóm đang ngồi nhậu thì nảy sinh ý định mua ma túy về cùng nhau sử dụng. Tài ngay lập tức chuyển khoảng 8 triệu đồng cho Nghĩa để đi liên hệ mua thuốc lắc và ketamin từ một thanh niên chưa rõ lai lịch. Trong lúc cả nhóm đang sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Qua test nhanh, Nguyễn Quốc Tài, Lê Hồng Viết Nghĩa và một số nam nữ thanh niên có mặt đều dương tính với chất ma túy.